Chiều ngày 6 tháng 8, Hội đồng xét xử Tòa án nhân dân tỉnh Phú Yên đã tuyên phạt Huỳnh Thị Kiều, 31 tuổi, trú ở thôn Cảnh An 1, xã Phước Thành, huyện Tuy Phước, tỉnh Bình Định 2 năm tù về tội trộm cắp tài sản. Theo hồ sơ vụ án, vào khoảng tháng 4 năm 2023, Kiều đã nhiều lần đến nhà ông Trần Văn Hoa, sinh năm 1968, trú ở xã Xuân Lộc, thị xã Sông Cầu, Phú Yên để xem bói. Từ đó, Kiều có mối quan hệ thân thiết với ông Hoa và con trai ông là Trần Nam Dương. Nói chuyện qua Zalo, Dương kể với Kiều không muốn sống cùng ông Hoa nữa mà muốn ra thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định để sống với Kiều. Kiều nói không có kinh phí để chăm sóc và nuôi Dương. Biết ông Hoa có rất nhiều tiền và vàng, Kiều và Dương đã bàn bạc thống nhất trộm tài sản của ông này. Vào khoảng giữa tháng 6 năm 2023, lợi dụng lúc ông Hoa đang xem bói cho khách, Dương mở két sắt trộm 10 miếng vàng SJC 10 chỉ, hai nhẫn vàng 24K mỗi chiếc 5 chỉ, một sổ tiết kiệm 1,4 tỷ đồng tên Trần Văn Hoa, một sổ tiết kiệm 100 triệu đồng tên Trần Văn Nghĩa và hai giấy chứng nhận quyền sử dụng đất mang tên Trần Văn Hoa và Lê Thị Hải. Dương sau đó đưa vàng cho Kiều mang về nhà ở thành phố Quy Nhơn để cất giấu. Khoảng 3 ngày sau, Dương tiếp tục lấy một chiếc vòng vàng 24K trị giá 5 chỉ, 3 dây chuyền vàng 24K mỗi chiếc 5 chỉ, một lắc tay đeo vàng 24K 5 chỉ, sau đó đưa cho Kiều. Vào sáng ngày 24 tháng 7 năm 2023, Dương mang theo hai giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, hai sổ tiết kiệm đã lấy từ trước và trộm thêm 2.000 USD, 800 euro, một thẻ ATM của ông Hoa rồi cùng Kiều về thành phố Quy Nhơn thuê chung cư để ở. Trong quá trình dụng chung sống, Kiều đã bán 40 chỉ vàng, đổi 2.000 USD và 800 euro để tiêu xài cá nhân và lo cho Dương. Tổng tài sản Dương và Kiều trộm của ông Hoa là hơn 340 triệu đồng. Trong quá trình điều tra tại phiên tòa, Kiều thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải và đã bồi thường cho ông Hoa 270 triệu đồng. Ngày 6 tháng 8, Công an tỉnh Đồng Nai cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Biên Hòa đã khởi tố vụ án hình sự về vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ để điều tra vụ tai nạn giao thông giữa xe bán tải và tàu hỏa xảy ra tại điểm giao cắt với đường sắt trên đường Phạm Văn Thuận, thành phố Biên Hòa. Trước đó vào khoảng 20 giờ 40 phút ngày 28 tháng 7, tại km 1696-458 thuộc tuyến đường sắt Bắc Nam đã xảy ra va chạm giữa tàu SNT5 do lái tàu Đoàn Hùng Hải 36 tuổi điều khiển và xe ô tô bán tải biển kiểm soát 60C59705 do Võ Văn Khải 50 tuổi ngụ ở tỉnh Kiên Giang điều khiển. Địa điểm xảy ra tai nạn là đường ngang đường sắt có rào chắn giao cắt với đường bộ Phạm Văn Thuận. Trên xe ô tô lúc này chở theo 3 hành khách. Hậu quả vụ tai nạn khiến anh Lê Minh Tú 23 tuổi là người thu gom rác ven đường và Nguyễn Văn Nghĩa 13 tuổi đi trên xe ô tô tử vong tại chỗ. Hai người khác bị thương được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện. Cơ quan điều tra xác định nguyên nhân ban đầu là do lái xe ô tô bán tải Võ Văn Khải khi di chuyển đến khu vực giao nhau với đường Phạm Văn Thuận và đường sắt đã không tập trung chú ý quan sát, không biết có tàu lửa đang tới nên đã điều khiển xe chuyển hướng rẽ trái đi qua đường sắt. Khi phát hiện tàu lửa đang lao tới thì hoảng loạn đạp phanh xe lại và bị tàu lửa tông trực diện vào bên hông xe ô tô gây ra tai nạn làm hai người chết và hai người bị thương. Liên quan đến vụ án chồng sát hại vợ xảy ra vào chiều ngày 5 tháng 8 tại xã Tà Trải, huyện Bắc Hà, tỉnh Lào Cai, hiện cơ quan công an đang tạm giữ nghi phạm Bùi Mạnh Cường, 30 tuổi, để điều tra về hành vi giết người. Theo thông tin trên báo pháp luật, tại cơ quan công an, Bùi Mạnh Cường khai nhận khoảng 15 giờ 30 phút ngày 5 tháng 8 năm 2024, Cường đang mổ gà ở sân phía sau nhà để chuẩn bị bữa tối, mời gia đình anh ruột sang nhà ăn cơm thì xảy ra mâu thuẫn và có lời qua tiếng lại với vợ là chị Nguyễn Thị Hát. Cho rằng chị Hát nói nhiều, Cường đã yêu cầu chị Hát nói ít đi nhưng chị Hát không nghe và vẫn tiếp tục nói nên Cường bực tức lấy con dao đang mổ gà chạy đến khu vực cửa bếp rồi giơ dao lên dọa chị Hát. Chị Hát giằng co và tát vào mặt Cường. Quá bực tức, Cường đã vung dao đâm liên tiếp hai phát trúng vào tay và người của chị Hát khiến chị ngồi bệt xuống đất và kêu lên. Cường tiếp tục đi vào bếp lấy một con dao loại dao chặt để trên bàn bếp rồi quay lại chỗ vợ và chém chị Hát. Cường khai sau đó đã kéo nạn nhân vào nhà tắm với ý định gọi điện cho người thân để đưa vào bệnh viện nhưng không biết điện cho ai. Do vết thương quá nặng, chị Hát đã tử vong. Sau khi sự việc xảy ra, lực lượng chức năng đã có mặt tiến hành bắt giữ đối tượng, phong tỏa hiện trường để điều tra. Theo nguồn tin của báo Lao Động cho biết, Bùi Mạnh Cường và chị Hát kết hôn từ tháng 8 năm 2023 và chưa có con. Trong quá trình sinh sống, cả hai vợ chồng thường xuyên xảy ra mâu thuẫn.